ám ảnh tội ác của một tử tù nhận tâm dùng chày dã cối lấy mạng ông nội và ba người thân vì mảnh đất. Xin chào các bạn đang theo dõi PKT tiêu sử giang hồ người nổi tiếng. Có những chuyện dù chỉ nghĩ đến thôi người ta đã không dám nghĩ đến vậy mà câu chuyện man dợ ấy lại xảy ra ở chính cuộc sống của chúng ta. Vì mảnh đất một thanh niên 26 tuổi cầm chày đánh chết ông nội, bác dâu và anh chị họ ngay tại nhà. Sa thủ bình thản lạnh lùng thuật lại hành vi khiến cả phòng xử án lặng người vì ghê sợ. Chi tiết vụ việc này ra sao, hãy cùng PKT tìm hiểu ngay sau đây. Sáng ngày 10 tháng 4, tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Đặng Quốc Việt về tội sát hại người và cướp tài sản. Điều hết sức đặc biệt của vụ án gây chấn động dư luận trên đây là các nạn nhân không phải ai khác mà chính là ông nội, bác dâu, anh chị trong nội tộc của Việt. Đầu tiên cùng tìm hiểu về lý lịch của sát thủ máu lạnh này. Tên thật Đặng Quốc Việt sinh năm 1981, quê quán tổ 2, khu quán sỏi, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Trân, tiền án tiền sự tử hình. Nhớ lại ngày 17 tháng 5 năm 2005, vụ án hy hữu xảy ra chấn động dư luận thành phố Cảng về người cháu ruột Đặng Quốc Việt, bỗng chốc ra tay sát hại bốn người thân. Khi Đặng Quốc Việt ngủ dậy thì thấy ông nội mình, Đặng Quốc Bảo, đang ngồi ở ghế chị gái con ông bác ruột đặng thị hồng nhung và anh đặng ngọc long đang làm cỏ sau nhà việt đòi ông mình phải đưa giấy tờ đất ông bảo nói cần thì hỏi bác thắng ông không giữ bực sục vì bác đặng ngọc thắng anh trai của bố việt không đưa giấy tờ đất nên việt nảy sinh ý định sát hại con bác thắng việt đi ra bể nước cầm một chiếc chày giã cua bằng sắt đi vào trong nhà bất ngờ tác động mạnh vào đầu chị nhung làm nhung ngã xuống cùng lúc đó anh long đi từ ngoài vườn vào nhà trong liền bị Việt đứng nấp đằng sau cánh tủ, dùng chày tấn công vào đầu. Nghe tiếng lộng lạ, ông Bảo đang ở ngoài vườn hỏi, Nhung ơi, Long ơi, các cháu làm gì đấy? Không thấy các cháu trả lời, ông Bảo đi vội vào nhà thì đã thấy Long nằm sóng xoài trên sàn nhà. Ông vội đỡ Long dậy thì từ phía sau, Việt lại dùng chày tác động vào đầu ông Bảo làm ông ngã gục. Hành động xong, Việt đi ra bể nước rửa tay chân, chay sắt và đi vào buồng ngủ, ra nhà ngang của mình, thay quần áo. Trong lúc đang thay quần áo thì chị Dương Thị Quyên bác dâu đi làm về. Thế vậy Việt từ đằng sau cầm chày bất ngờ cho nhiều nhát vào đầu bác dâu. Chị Quyên bất tỉnh, Việt lục xoát ví của chị Quyên lấy 200.000 đồng, đi ra phía sau nhà để vứt chảy sắt, đi vào khóa cửa và lấy xe đạp đi thẳng. Sau khi vụ án xảy ra, anh Thắng, chồng chị Quyên về nhà phát hiện bố mình, vợ và các con trong trạng thái bất tỉnh. Anh Thắng hô hoán mọi người đưa người thân đi cấp cứu, nhưng chị Quyên và cháu Nhung đã qua đời còn thoi thóp, ông Đặng Quốc Bảo được cấp cứu tại bệnh viện đến ngày 3 tháng 6 năm 2005 cũng qua đời. Cháu Đặng Ngọc Long bị hôn mê chấn thương sọ não, thương tích giảm 85 đến 90% sức khỏe. Anh Đặng Ngọc Thắng đau đớn kể rằng Đặng Quốc Việt có hoàn cảnh bố mất sớm, mẹ bỏ đi Trung Quốc nên phải ở với gia đình ông nội và bác ruột từ nhỏ. Việt được ông nội chia cho 160 mét vuông đất và đã làm thủ tục đứng tên quyền sử dụng đất. Anh Thắng giữ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Việt và ý định để đến khi Việt trưởng thành, có đủ điều kiện tự lập sẽ giao lại quyền sử dụng đất cho cháu. Ngày 10 tháng 5 năm 2005, Việt xin anh Thắng 3 triệu đồng để mua xe máy nhưng anh Thắng không cho. Thế vậy, Việt đòi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để Việt bán, lấy tiền, mua xe và sống tự lập. Anh Thắng không đồng ý vì Việt còn quá nhỏ chưa đủ điều kiện sống tự lập. Trước thái độ dứt khoát của bác ruột mình, Việt không nghe lời và còn đe dọa bác cẩn thận con bác đấy. Không ngờ chuyện tay trời đã giáng xuống đầu gia đình anh Thắng. Đau đớn nhất là với gia đình nào chẳng dám nói chứ gia đình anh Đặng Ngọc Thắng, người bố Đặng Đình Bảo là một lão thành cách mạng. Bố thằng Việt cũng là liệt sĩ, bản thân anh Thắng nguyên là một sĩ quan quân đội, là đảng viên từng tham gia chiến đấu trên các chiến trường miền Nam rồi làm nghĩa vụ quốc tế ở nước bạn Campuchia. Anh Thắng chia sẻ thêm, Bản lĩnh sống của gia đình chúng tôi trước gian khổ hy sinh có thừa. Nhưng đến thế hệ con cháu mình chúng nó lại suy nghĩ khác lắm. Chỉ biết hưởng thụ nhiều hơn cống hiến cho gia đình, chứ chưa nói gì đến xã hội. Tai họa đến với gia đình tôi như hệ quả của sự xuống cấp về đạo đức như thằng Việt từng gây ra. Chỉ còn biết chôn chặt trong lòng nỗi đau một ngàn lần không chia sẻ với ai. Ngày hôm thằng Việt thi hành án tử hình được vài ngày. Biết tin gia đình chúng tôi cũng đau đớn lắm chứ. Nó là máu mủ ruột thịt cơ mà Dù nó đáng phải chết như pháp luật đã phán quyết song hương hồn nó Gia đình chúng tôi vẫn phải xin lỗi Tiên gia được đưa về đoàn tụ Vì là con cháu trong nhà Ngoan được nhờ hư đốn cũng cắn răng mà chịu Suy nghĩ như vậy cũng là đúng đạo thôi Ai trách cũng phải chịu Nước mắt ân hận Tại phiên tòa đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố kết luận Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng gây hậu quả nặng nề cho gia đình bị hại Cũng là gia đình bị cáo Đảng Quốc Việt cùng lúc đã phạm tới 5 tình tiết định khung quy định tại Điều 93 Bộ Luật Hình Sự. Giết nhiều người, giết trẻ em, giết ông nội, thể hiện bản tính hung hãn, điên cuồng khi phạm tội. Đảng Quốc Việt không còn khả năng giáo dục, cần phải bị loại bỏ ra khỏi đời sống xã hội. Xét hành vi phạm tội vô nhân tính của Việt, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Việt mức án tử hình về tội giết người, 3 năm tù giam về tội cướp tài sản. Điều động lại sau phiên tòa không chỉ riêng hội đồng xét xử mà đông đảo những người theo dõi phiên tòa cho rằng bản án đối với Đặng Quốc Việt không thể khác hơn bởi hành động giết hại người thân không còn nhân tính của một con người. Thêm vào đó, hành động quá dã man giết hại người thân mà giết đến cùng cho thỏa dục vọng cá nhân. Mọi người đều nói không thể tưởng tượng được khi chính máu mủ nội tộc đã đổ mà Đặng Quốc Việt không hề thấy run tay. Trước khi thi hành án vài ngày, Đặng Quốc Việt sống trong tâm trạng kỳ quặc, khóc nhiều và lúc nào cũng muốn giải bày với ban giám thị, cán bộ quản giáo, trại tạm giam. Kẻ từ tội ân hận Hình như sắp đến ngày cháu phải vĩnh biệt mọi người rồi Vì mấy đêm nay ông nội cháu thường gặp cháu trong giấc mơ Và lần nào ông cũng nói thương cháu lắm Cũng thật lạ, chính cháu sát hại ông cơ mà Sao ông lại thương cháu? Ông chỉ lặng im và du cháu ngủ Dù hành động của cháu là tội ác Nhưng bây giờ cháu mới thấm thía cái giá phải trả cho cuộc đời mình Ngày càng thấy thương ông nội nhiều hơn Đúng 3 giờ 30 phút Cánh cửa sắt phòng biệt giam dành riêng cho tử tù đảng quốc Việt mở ra Hắn đã thức tự khi nào dường như đó là nét sinh hoạt riêng của những tử tù. Trái hẳn với sinh hoạt đời thường, họ ngủ ban ngày và thức ban đêm. Vào hôm thi hành án, trong lá thư viết cho người thân, Đặng Quốc Việt nhắc lại đủ điều trước khi chào lời vĩnh biệt. Mọi thủ tục pháp lý trước khi đưa hắn lên chuyến đỏ âm phủ đã xong. Bát cháo gà bốc hơi thơm phức, nhưng hắn cũng không màng đến. Hắn trầm tư đôi phút rồi tự đưa hai tay nâng ly rượu lên uống một hơi và rít điếu thuốc một cách thèm khát rồi lại im lặng. Có lẽ đó là khoảnh khắc cuối cùng Đặng Quốc Việt nghĩ về hành vi tội ác dẫn đến cái kết cục như ngày hôm nay. Càng về giây phút cận kề với cái chết, Đặng Quốc Việt như ngày càng nuối tiếc và ân hận. Cho dù biết rằng cái chết là sự trả giá cho những tội lỗi của mình gây ra. Đúng 6 giờ 30 phút hội đồng thi hành án tử hình đã thi hành xong giai đoạn cuối của bản án. Tội ác đã được trừng phạt. Đó là quy luật tất yếu kể lại những giây phút sám hối, nỗi ân hận và luyến tiếc cuộc đời của tử tù Đặng Quốc Việt. Chúng tôi mong những ai có ý nghĩ lún sâu vào tội ác, hãy dừng lại trước khi còn chưa muộn. Bây giờ thì Đặng Quốc Việt, một sát thủ máu lạnh đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Bản án tử hình đã được thi hành và chính kẻ đã đang tâm sát hại những người ruột thịt của mình. Ông nội, bác dâu, chị con bác cũng đã thừa nhận trăm lần đáng chết các bạn còn muốn pkt làm về nhân vật nào hãy để lại comment ở phía dưới để cho pkt được biết cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi ấn đăng ký và like để xem tiểu sử giang hồ tử tù người nổi tiếng mỗi ngày trên pkt